chào các khán giả của Nhịp Sống Trẻ. Vào tháng 4 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế đã có những kế hoạch để giúp lan tỏa văn hóa đọc sách đến cộng đồng. Và cũng từ kế hoạch đó đã giúp lan tỏa tăng thêm nhiều không gian đọc sách khác nhau, trong đó có các trường học. Tại trường Trung học Phổ thông Phan Đăng Lưu đã lan tỏa văn hóa đọc sách, tình yêu sách đến học sinh và giáo viên nhà trường qua rất nhiều các hoạt động khác nhau. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng xem đó là những hoạt động gì. Nhà trường đã có rất nhiều hoạt động nhằm tạo điều kiện cho các bạn học sinh hình thành được thói quen đọc sách, và trong đó thì hoạt động giới thiệu và nêu cảm nhận của mình về một trang sách, cuốn sách hay là hoạt động mà em cảm thấy thú vị. Ở trên thư viện giới thiệu những cuốn sách cho nhau nghe, vì đó mình nghĩ rằng hoạt động đó sẽ giúp mọi người đọc kỹ sách hơn và có những cái hiểu biết sâu rộng về cuốn sách mình muốn giới thiệu cho mọi người. Rất là yêu thích cái hoạt động mà các bạn học sinh chia sẻ những cái bài cảm nhận sách của mình ở trên cái fanpage thư viện của nhà trường. Mình thích nhất là thư viện sách tài lớp. Đọc sách trong giờ giao cơ thì là một hoạt động hay, giúp lan tỏa được niềm đam mê đọc sách cho tới cả học sinh trong trường và cũng tạo ra thói quen để mình đọc sách mỗi ngày. Mỗi bạn học sinh đều yêu thích một hoạt động khác nhau của nhà trường tổ chức. Vậy thì không biết các hoạt động đó có điều gì khiến các bạn thích thú đến như vậy? Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Tiết giao cơ của trường Trung học Phổ thông Phan Đăng Lưu thời gian qua không thể thiếu được bài chia sẻ của một học sinh đại diện cho các học sinh của nhà trường giới thiệu về một quyển sách hay mà bạn đã đọc. Bài viết được lựa chọn từ rất nhiều bài được gửi về cho giáo viên ngữ văn. Để lựa chọn được bài viết xuất sắc, các giáo viên tổ bộ môn đã có sự cân nhắc kỹ. Hoạt động này trở thành một chương trình thi đua đọc sách và chia sẻ điều mình quan tâm qua những trang viết. Điều giúp ích cho cả bạn rất nhiều khi đang ngồi trên ghế nhà trường. Mình đã từng giới thiệu những cuốn sách hay ở trong buổi giao cơ và để có thể truyền tải những cái thông điệp ý nghĩa trong cuốn sách thì đòi hỏi mình phải đọc và tìm hiểu nó. Thông qua hoạt động đó thì có thể rèn luyện được thói quen đọc sách của mình cũng như là lan tỏa văn hóa đọc đến tất cả mọi người. Không chỉ có kênh chia sẻ sách thông qua giờ giao cơ mà đã có rất nhiều bài viết giới thiệu sách được đăng tải lên trang fanpage thư viện của nhà trường mỗi ngày. Trong thư viện của mình hay là trong kho tàng sách thì nó có rất là nhiều cái loại khác nhau, và mỗi bạn học sinh thì đôi lúc mấy bạn thấy nhiều sách quá thì cũng tạo nên một cái trạng thái là các bạn bị choáng ngợp và cũng ngại đọc và cũng không biết là những cái tác phẩm nào nó sẽ phù hợp với bản thân mình. Cho nên khi các bạn chia sẻ lên ở trên đó là mình đang lan tỏa cái niềm yêu thích về sách, thì các bạn khác khi mà nhìn vào thì các bạn cũng có thể xem được là cái nào thực sự phù hợp với mình và cũng là lan tỏa ra những cái sở thích về đọc sách. Phong trào rèn luyện thói quen đọc sách mỗi ngày càng được quan tâm nhiều hơn khi các tủ sách ở mỗi lớp được thiết kế. Ngày càng có thêm nhiều đầu sách hay với các chủ đề phù hợp với thế hệ trẻ. Lựa chọn việc đọc sách trong khoảng thời gian rảnh rỗi ở trường trở thành một thói quen không còn xa lạ với học sinh của trường Trung học Phổ thông Phan Đăng Lưu. Điều này giúp tăng thêm tình yêu sách mỗi ngày ở những người trẻ. Theo mình thì mỗi lớp học có tủ sách là một hoạt động rất là tốt và rất bổ ích luôn. Tại vì bình thường tìm có rất nhiều bài ở nhà thì thường chủ tâm vào điện thoại hơn là sách. Bởi vì nếu mà ở lớp có thêm một tủ sách thì mọi người sẽ đặt nhiều sự chú ý hơn vào sách và sẽ kích thích sự tò mò của mọi người. Thời gian rảnh như là ra chơi giải lao năng phủ thì thông thường các bạn sẽ chơi điện thoại, thì mình thấy thời gian đó dùng để đọc sách thì nó sẽ khá bổ ích hơn cho mấy bạn. Tình yêu sách của thế hệ trẻ được thắp lên từ những thế hệ đi trước. Nhiều cựu học sinh của trường đã trở về trao tặng cả tủ sách cùng nhiều đầu sách hay. Câu chuyện lan tỏa văn hóa đọc đã được nuôi dưỡng và lớn lên từ lòng biết ơn, niềm tri ân với trường xưa.
thói quen đọc sách nó đã thay đổi cuộc đời mình rất là nhiều. Mình mong mỏi để huy động được nhiều mạnh thường quân của học sinh của trường lan tỏa được cái công việc đọc sách này và hỗ trợ được cái nguồn kinh phí cho thư viện của trường. Và thứ hai nữa là mình mong mỏi các bạn trẻ bây giờ có được một cái thói quen đọc sách, nó sẽ giúp cho các bạn rất nhiều cho công việc cũng như cuộc sống sau này. Không gian thư viện mở với nhiều sách được bố trí bắt mắt, thuận tiện cho việc đọc ngay của bạn đọc là lý do khiến thư viện luôn có đông các bạn học sinh tìm đến vào những khoảng thời gian rảnh rỗi trong ngày. Sự thân thiện của thiết kế thư viện, sự nhiệt tình của cán bộ thủ thư cũng là yếu tố gắn kết và giúp tăng thêm tình yêu sách đối với những bạn trẻ. Thường hay đọc những cuốn sách liên quan đến chủ đề là phát triển kỹ năng của bản thân. Mình đọc nhiều về các kỹ năng về là tư duy, về mind map hay là về những cái kỹ năng sống thường ngày. Sách giấy vẫn luôn chiếm được tình yêu đối với những người yêu sách. Những lợi ích được nuôi dưỡng từ tình yêu này sẽ giúp cho người trẻ có sự phát triển tốt trên hành trình tìm kiếm tri thức để bước vào đời. Khi các em cầm quyển sách lên thì các em sẽ bỏ cái điện thoại xuống. Và khi các em đọc sách thì chúng tôi khuyến khích các em review những cái bài sách hay để giới thiệu và lan tỏa cho bạn đọc. Thì vì chúng tôi nghĩ rằng kể cả thầy cô giáo cũng như học sinh, khi mà thầy cô đọc và chia sẻ về sách thì cái giá trị lan tỏa về tình yêu sách cũng như là lan tỏa về văn hóa đọc trong nhà trường sẽ phát triển mạnh mẽ. Khi mà nhà trường bắt đầu lan tỏa cái văn hóa đọc này thì mình cảm thấy là đó là một điều rất bổ ích, vì sách là người thầy cũng là như là người bạn. Mình không chỉ học những kiến thức ở sách giáo khoa từ bạn bè hay thầy cô, mình còn đọc sách để trao dồi những kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp vân vân. Mình nghĩ đó là một trong những hành trang rất quan trọng cho chúng mình ở sau này. Sách là một dụng cụ lưu trữ những cái kiến thức của nhân loại. Khi mình đọc sách thì mình có thể biết được rất nhiều kiến thức. Đặc biệt là đọc sách chữ thì mình có thể phát triển tư duy, phát triển sáng tạo và trí tưởng tượng. Ngoài ra mình còn có thể tăng khả năng ghi nhớ và khả năng tập trung. Việc đọc sách có thể diễn ra ở bất kỳ nơi đâu, miễn là trên tay bạn có cầm một quyển sách. Văn hóa đọc sách được rèn luyện từ môi trường học đường là cơ sở để trở thành thói quen tốt cho người trẻ trong tương lai. Việc thực hiện một cách đồng bộ và tích cực từ học sinh đến giáo viên nhà trường là tín hiệu vui, cũng là cơ sở để xây dựng một môi trường học đường văn minh và hạnh phúc.